Kính chào quý vị và các bạn. Năm mới tôi cũng đại diện cho chương trình Dân ta phải biết luật ta. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành trong suốt thời gian dài. Xin chúc quý vị và các bạn một năm mới nhiều sức khỏe, được sự bình an trong tâm hồn. Hôm nay video của tôi có tên rằng hỏi ý kiến của trẻ khi ly hôn. Thưa quý vị và các bạn, tôi có nhận được một cái vụ ly hôn của người vợ ở ngoài miền Bắc và người chồng ở trong miền Nam. Vì bảo mật thông tin cho nên tôi chỉ nói như vậy thôi. Thì chị vợ đã hoàn tất cái thủ tục nộp đơn khởi kiện đến tòa. Tuy nhiên thì trong cái vụ việc này có một đứa con, bé sinh vào năm 2008, thì đến nay là ngày 2 tháng 1 năm 2019 thì bé 11 tuổi. Thì sau khi hoàn tất cái thủ tục mà giúp chị nộp đơn khởi kiện ở miền Nam và đã hoàn tất, thì có một cái vấn đề phát sinh là giữa vợ chồng họ có một đứa con bé 11 tuổi. Thì chị mới hỏi tôi bảo rằng là phải có ý kiến của bé bằng văn bản. Trong trường hợp này con ở với ba hay là con ở với mẹ? Thì chị có yêu cầu tôi giải thích theo quy định của pháp luật. Nãy giờ luật sư kể chuyện thôi, bây giờ theo quy định của pháp luật nha quý vị và các bạn. Thì hiện tại luật hôn nhân và gia đình năm 2014 theo khoản 2 điều 81, con trên 7 tuổi phải hỏi ý kiến của con. Thì trong trường hợp này tôi cũng đã bổ sung cái ý kiến của bé bằng văn bản. Ý kiến của bé là bé 11 tuổi, dĩ nhiên là cái tuổi cần phải hỏi ý kiến rồi. Thì bé sau khi bổ sung hồ sơ cho tòa thì bé có ý kiến bằng văn bản là bé ở với mẹ và không, mẹ thì không yêu cầu ba cấp dưỡng. Như thế là đã xong. Hôm nay luật sư muốn giải thích cho quý vị và các bạn rằng nếu trong trường hợp các bạn đi đến tòa ly hôn, các bạn đã bổ sung hồ sơ chứng từ cho tòa, tuy nhiên nếu con của các bạn dưới 7 tuổi thì không cần hỏi ý kiến của bé. Nếu con của các bạn trên 7 tuổi thì chúng ta có bao nhiêu người con thì phải cần hỏi ý kiến của bấy nhiêu người con, mặc dù rằng là cha mẹ có thỏa thuận là bé ở với ba hoặc bé ở với mẹ. Tôi nghĩ rằng trong trường hợp này các nhà làm luật cũng đã có những cái quy định. Trước đây theo luật hôn nhân và gia đình năm 2000 thì bé trên 9 tuổi. Còn hiện tại thì theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì chỉ cần bé trên 7 tuổi thì phải hỏi ý kiến của bé. Tôi nghĩ rằng là các nhà làm luật lấy cái độ tuổi 7 tuổi, đó là bé nó đủ trí khôn, đủ nhận thức để nó ở với ba hay với mẹ thì tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, với những cái thời lượng video vào khoảng 10 phút cung cấp những cái thông tin rất chậm, rất nhỏ, những cái mảng nhỏ để chúng ta cùng nhau bước đến một cái xã hội tất cả những người dân đều phải biết luật. Đó là cái thông điệp cơ bản nhất của chương trình Dân ta phải biết luật ta. Chương trình Dân ta phải biết luật ta vẫn có cái live stream vào lúc 11 giờ đến 11 giờ 15 hàng ngày, cũng thông qua cái kênh này, và post video vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày. Kính mong quý vị độc giả nếu trong trường hợp quan tâm đến nâng cái kiến thức pháp luật cơ bản lên thì chúng ta cũng có thể xem cái video của chương trình Dân ta phải biết luật ta, chỉ 10 phút mỗi ngày thôi quý vị và các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Dân ta phải biết luật ta, và tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Thank you.